Công an xuất hiện tại nhà bà Nguyễn Thị Như Loan, cổ phiếu Quốc Cường Gia Lai bị bán tháo. Sáng ngày 19 tháng 7, công an xuất hiện tại nhà bà Nguyễn Thị Như Loan, tổng giám đốc công ty Quốc Cường Gia Lai. Theo đó, lực lượng công an và viện kiểm sát nhân dân tối cao vẫn đang túc trực tại căn biệt thự gia đình bà Nguyễn Thị Như Loan, tổng giám đốc công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai trên đường Trần Quốc Thảo, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Quanh khu vực có nhiều xe ô tô biển số xanh của bộ công an. Phía bên trong căn biệt thự có nhiều cảnh sát cơ động, điều tra viên, kiểm sát viên vào bên trong. Ở cổng sau biệt thự cũng có nhiều ô tô biển xanh án ngữ. Sau khi công an bất ngờ xuất hiện tại nhà bà Như Loan, cổ phiếu QCG của Quốc cường Gia Lai trong phiên sáng nay 19 tháng 7 ngay khi mở cửa đã giảm giá và sau khoảng thời điểm 10 giờ thì bị bán rất mạnh, giảm kịch sàn xuống còn 9.070 đồng một đơn vị. Đến 10 giờ 40 phút, khối lượng giao dịch khớp lệnh tại QCG đạt 1,5 triệu cổ phiếu nhưng đã hoàn toàn trắng bên mua. Dư bán sàn hơn 2 triệu đơn vị, thống kê cho thấy có 802.300 cổ phiếu QCG được giao dịch tại mức giá sàn. Tuy nhiên, tốc độ giao dịch đang cho thấy sự chững lại. Trước đó, sáng ngày 30 tháng 6, Quốc cường Gia Lai đã tổ chức Đại hội Cổ đông Thường niên 2024. Tuy nhiên, do chỉ có đại diện hơn 18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, nên Đại hội Cổ đông của Quốc cường Gia Lai đã không được tiến hành. Nguyên nhân là Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Như Loan gặp vấn đề về sức khỏe. Hiện bà Như Loan đang sở hữu hơn 37% vốn quốc cường Gia Lai. Ngoài sự vắng mặt của bà Loan, cổ đông lớn nắm 14,3% vốn của quốc cường Gia Lai là bà Huyền My cũng không xuất hiện tại đại hội cổ đông. Bà My là con gái của bà Loan. Báo Công Thương sẽ tiếp tục cập nhật.